Tao biết rồi mà mày biết tính tao mà. Sợ làm phiền người ta lắm. Mày điên quá à. Mày sợ phiền tao mười mấy năm nay rồi. Hiểu không? Tao chơi được với mày là cái gì tao cũng vượt qua được hết, yên tâm. Vậy hả? Ừ. Mày đúng là bạn tốt của tao không à. Vô. Cảm ơn mày. Chút xíu thôi. Ăn có miếng cơm, ăn miếng bánh, uống có miếng nước cam, gọi có miếng dầu. Mày đây mày chửi tao như vậy đó. Xin 50 ngàn, đập cạc, gọi điện về cho cha mẹ tao. Báo tình hình tao như vậy. Mày dư tao như vậy. Được rồi, tao đi. Thôi thôi mà. Thôi cái gì? Thôi, của bạn cũng là của tôi cũng là của bạn, được chưa?